đối với lại bãi ngoại biên mà nó sệ này là bị thuộc cơ thể đấy, hư nhược chữa rất là khó này. Đây là 25 tháng 8 2023 này. Thì cả hư nhược chúng ta vẫn phải chữa, nhân là bị nó nhắm mắt đây. Cười 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 từng giờ ok.